quay xin chào tất cả mọi người, những người đã quay trở lại với mình, chúng ta mình quay và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Shido Official và là tôi là sau đây và kế bên tôi đây chính là Ủa bà lên mình chức danh bà chủ kênh nào vậy? Qua kênh này là tên tôi mà tự nhiên cái đâu ra loại đâu ra bà nào kêu bà chủ kênh là sao? Mai đổi kênh thành dịch vô chi bây giờ tên ông. Ok mọi người à, rất là nhiều bạn không có coi TikTok của vợ chồng mình thì không biết. Đây là sẵn đây là ngày hôm nay mình giới thiệu với mọi người. Đây là vợ mình thì các bạn có thể kêu bạn này là dịch tí hơn nha mọi người. Ok, bạn cứ kêu bạn đi, không cần kêu chị đâu. Kêu bạn cho tôi, đẹp trông lắm. Nhìn vậy thôi nha, nhìn là cái này thôi nhưng mà độ tuổi thì chỉ mới đâu đó là khoảng là 5-6 tuổi thôi. 7 tuổi trẻ trâu đó mọi người à. Đó, nói chung là ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái video nó hơi đặc biệt một chút, đó là bây giờ anh em cũng đang thắc mắc là tại vì sao hôm nay Shido làm video, Shido lại ngồi bên ghế phụ và để cho vợ Shido ngồi bên ghế chính không? Thì thật ra ngày hôm nay tôi có một thử thách dành cho bà. Chết, bị dính bẫy rồi. Lát vậy anh kêu đi coi anh chơi thôi mà. Có luôn á, tôi kêu là vô đây hôm nay tôi sẽ cho bà chơi Minecraft. Ủa Phúc nghe gì kệ bà chứ, bà đồng ý bà quay video với tôi rồi là bà em quay. Em không đồng ý đâu, em chỉ hợp tác thôi. Không, bây giờ mình đồng ý mình quay rồi là mình phải vô mình làm thử thách. Em đồng ý. Có, thôi đi nè các bạn khán giả ơi. Các bạn nhầm chứng với tôi là hôm trước là tôi có nói với các bạn đúng không? Đúng, đúng. Điểm đi. Các bạn bấm đi, các bạn làm chứng với tôi, các bạn bấm số 1. Tôi không đồng ý. Có, ok mọi người nha. Hôm nay tôi sẽ cho vợ tôi chơi thử Minecraft và thử thách của vợ tôi sẽ là kiếm được viên kim cương đầu tiên. Ta chỉ cần kiếm được một viên kim cương thôi là tôi sẽ chuyển khoản cho bà 500.000. Wow, không chơi không đẹp. Hả? 1 triệu. Không phải là tiền bạc đối. 2 chỉ vàng. Ok. Ok mọi người nha. Nếu như mà ngày hôm nay bà dịch bà tìm được viên kim cương đầu tiên, tôi sẽ chuyển khoản cho bà. À, không, tôi sẽ mua cho bà 2 chỉ vàng nha mọi người. Việt Nam nói là làm nha mọi người ơi. Và nếu như mà bạn nào có bất kỳ câu hỏi, bất kỳ những cái tâm sự trải lòng nào mà các bạn muốn lôi trả lời ở trong những video bắt buộc kể chuyện thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Thì ngay cả những cái video bình thường giống như thế này thì mình vẫn sẽ đọc comment của mọi người để có thể đọc những comment hay nhất để mình đưa lên những video bắt buộc của mình để có thể ngồi chia sẻ tâm sự nha mọi người ơi. Vợ tôi tín đồ trung thành của bác cua kể chuyện. Đây là tôi mới ra sâu thang của bà á mọi người. Ok thôi được rồi. Và anh em cũng đừng quên là nếu mọi người thích vợ của tôi và thích hai vợ chồng tôi, thích hai vợ chồng này kiểu lên video rồi nói cảm cảm này, các bạn đừng quên để lại một like. Ôi biết luôn. Đúng rồi, rồi ok bây giờ bà cầm con chuột đi. Bây giờ dịch cầm con chuột đi. Rồi, bây giờ đưa vô chữ bắt tu game. Bắt tu school. Để tay vô đây chứ. Để tay vô đây, đây để tôi chuyển lại góc nhìn cho bạn. Rồi, để tay vô. Để tay vô. Đó. Vợ tôi đó giờ chưa có chơi những cái tựa game FPS như thế này bao giờ nha mọi người. Đó là ngày hôm nay là lần đầu tiên bà đến với Minecraft và hồi đó là tôi có chỉ bà chơi Mini World rồi nhưng mà bà chơi còn khờ lắm mọi người. Nhìn mặt là biết khờ rồi mọi người. Rồi bây giờ đi tới cái cây. Bà đi tới cái cây màu nào cũng được. Cái cây, cái đó là cục đất mà, cái cây đằng trước kìa. Thấy cây đằng trước không? Đó. Nhảy một lần thôi bạn nội. Cái nào cũng được, bây giờ em thích cây nào. Lại cây này. Ok rồi, giữ luôn. Đó. Bà giữ một cục thôi, bà giữ mà còn chuyển cục nữa. Rồi, vợ tôi đập được cục gỗ đầu tiên trong Minecraft mọi người. Easy game luôn. Mới cục đầu tiên thôi à, đi lại lụm. Không ai mượn để cái tay cái chỗ khác luôn á. Rồi, ngước mặt lên trên. Giờ bà ngước mặt lên trên. Đó, đi lùi lại một xíu, đập cái cây này. Đi lùi là cái gì nào anh? Đi lùi là phím S. Đó, đúng rồi. Đi tới một xíu, đi tới dưới gốc cây luôn, đi tới dưới gốc cây. Bây giờ em thấy khó điểm không? Giữ ship. Đó, ngồi xuống rồi, đi từ từ tới. Khó nó sẽ đi chậm chậm, đúng không? Rồi, ngước đầu lên, đào. Đó, đào ơi, vợ tôi không biết chơi Minecraft rồi mọi người. Ai kêu vợ tôi không biết chơi Minecraft nữa. Tưởng tượng thấy cục mỏ nghĩ gì vậy? Anh ơi, nhéo đó cho mình nha. Nói chứ vợ tôi ấm nhơm mọi người, không có nặng gì đâu. Rồi ok, bây giờ bà bấm chữ E. E hả anh? Đúng rồi. Ê, bình thường người ta bấm chữ E người ta sẽ để cái ngón trỏ lên chứ ai để ngón giữa qua bà. Ai biết đâu. Rồi bây giờ bà cầm cái cục gỗ đó, đúng rồi, lấy chuột trái vô đó, để lên trên một cục thôi. Để hết vô luôn, bấm chuột trái vô. Không, đừng có kết hợp vậy là nó bị phí á. Giờ sao lấy ra lại? Bây giờ em bấm đúng hai chuột phải chuột trái vô một cục gỗ. Hai chuột trái. Rồi. À không em để đây. Để gỗ này, một chuột trái thôi. Rồi, bây giờ em chỉ vô cục gỗ này. Rồi, em bấm đúp hai cái. Không, để xuống lại. Đúng rồi, bấm đúp vô. Đó. Wow, hay vậy ta. Rồi,
bấm nút lại nhá nữa. Không giờ bà đâu có ấy ra đâu. Cứ lấy bỏ hết gỗ lên. Đúng rồi, nè nó ra hành phẩm nè không? Đó, bây giờ bấm ship. Giữ ship, chuột trái. Chuột trái vô đó. Đó. Wow! Chế hết luôn. Ờ nhưng mà sao nó ra được 24 cục gỗ vậy? Thì tại vì bây giờ một cục gỗ nó ra được 4 cục ván gỗ. Mà bây giờ là mình có 6 cục gỗ, bây giờ 6 cục gỗ mình chế mỗi cục gỗ là 4 cục ván gỗ thì mình lấy 6 x 4 là bằng 24 đúng chưa? Là nó lại ván gỗ ha. Đúng rồi, rồi bây giờ mình để 4 cái cục ván gỗ lên thành 4 cái ô để full 4 ô. Đúng không? Đúng rồi, bấm chuột phải nha. Nếu như mà em bấm chuột trái nè, bấm chuột trái thôi, bấm chuột trái vô. Đó, bây giờ lính lính hai cái đúp 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 chuột trái vô. Đó. Rồi bây giờ thử nha, bây giờ bấm chuột trái một cái. Đó là để hết 24 cục dùng ô đúng không? Rồi lấy lên. Bây giờ em thử nhấp chuột phải xong rồi em kéo hết 4 ô đó. Lấy lên. Không lấy lên trước, bà phải lấy lên trước chứ. Không, bà phải bấm vô. Rồi lấy lên. Rồi nhấp chuột phải xong rồi kéo. Đó. Đây, bà đang làm đúng rồi mà. Đúng rồi. Thì bây giờ tôi chỉ bà để bà biết công dụng đó. Rồi bây giờ bà lấy cái bàn chế tạo đó xuống. Nhưng mà chế chưa? Chế rồi đó, nó chế ra cái bàn chế tạo rồi đó. Wow. Rồi hồi nãy tôi dạy Thanh công cụ số mấy biết chưa? Nhớ. Rồi bây giờ đếm đi xong rồi tự chuyển qua cái ô có cái bàn chế tạo rồi. Bây giờ bấm chữ E cái để tắt cái này. Yeah, đúng rồi. Giờ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 đập ra. Đó. Ủa? À cái này tôi chuyển phím rồi chết rồi, tôi không có chưa nói với vợ tôi biết. Rồi bà về bà lăn chuột đi. Lăn chuột. Đó. Đó nó ô nó y chứ đó. Đó. Đặt ra chuột phải. Đó, nhớ nha. Phá hoại là chuột trái, còn mình đặt ra mà mình chế tạo là mình chuột phải. Thầy ơi, thầy có bút viết không thầy để ghi lại chứ mất ông không quên thầy la không nữa. Bà phải nhớ lúc nào chứ. Rồi bấm chuột phải vô các bạn chế tạo. Rồi bây giờ công thức đầu tiên tôi sẽ dạy cho bà ở trong Minecraft này. Một cái công thức mà nó gọi là vô cùng kinh khủng khiếp, một cái công thức mà truyền thừa từ đời này sang đời khác, một cái công thức vô địch thiên hạ. Đó chính là cái công thức chế que. À, em biết. Biết không? Đúp chuột chưa? Không, bây giờ em thả cục gỗ xuống trước. Thả gỗ xuống, rồi đúp chuột vô. Đúp. Đó, rồi. Rồi, bây giờ tạo quen sao, nhớ không? Ủa, sao nó nhảy vậy chồng? Không, bây giờ em muốn đặt một cục á là em chỉ nhấp chuột phải một cái vô một ô thôi. Ê, em đừng có giữ. Em nhấp chuột trái, vậy là em sai đúng không? Em nhấp chuột phải mà. Bây giờ bà... Ê, chính là vợ tôi không phân biệt được trái phải mọi người. Không, nãy giờ em bấm trái nè. Không phải. Bà bấm trái là nó sẽ ra nguyên cục đó. Giờ bấm chuột phải đúng không? Ờ, nhấp bấm chuột phải một cái thôi. Còn có hiện là biết công thức chế đầu e không? Có hiện là biết công thức chế đầu e không? Nè, yeah, bây giờ bà lấy xuống hết đi. Rồi, lấy xuống. Lấy hai cái cùng hai đó xuống. Rồi, bây giờ bà bấm cái này. Bà nhấp chuột phải cái ở đây. Ở này. Ở giữa, hoặc ở đâu cũng được. Ờ, rồi nhấp một cái chuột phải ở đây. Một cái chuột phải mà. Rồi, đó, ra cái que rồi nè. Không cần lấy ra luôn. Bây giờ em bỏ vô đó đi. Rồi lấy cái que xuống. Đó, đúng rồi. Rồi bây giờ lấy cục gỗ xuống. Không, cầm cục gỗ luôn. Bây giờ em xếp cho anh 1, 2, 3. Chuột phải là đặt một cục, còn chuột trái là đặt hết. Đó. Rồi bây giờ để hai cái que ở giữa ngay chỗ này. Đúng rồi. Thành cái búa hay hai cái rìu. Để một cục là chuột phải. Nhớ nha, để một cục là chuột phải. Đó. Rồi lấy xuống. Lấy xuống. Cúp gỗ. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ bấm E hết ra đi. Rồi bây giờ đập cái bàn chế tạo đi. Đập là phá là chuột trái. Đúng rồi, phá là giữ. Đúng rồi, ui giỏi quá mọi người. Vậy là vợ tôi đã hoàn thành được chế tạo bộ công cụ đầu tiên rồi mọi người ơi. Quá trời. Rồi bây giờ hả? Người ta nói là đào được kim cương mới được hai chữ vàng mà trời. Em không nghe khúc đào kim cương, em chỉ nghe là cho hai chữ vàng thôi. Đào kim cương mới được hai chữ vàng. Em không có nghe khúc đó. Bây giờ đi đi xíu, trời tối có giật ra nó cắn. Bây giờ đi kiếm đá nè. Giờ sao? À đá. Biết cục đá là cục gì không? Biết. Em coi anh chơi hoài luôn, nhưng mà phải có hang chứ. Đâu có cần hang đâu, bây giờ bà đi vòng vòng đi xíu mà bà thấy đá nè, tôi chỉ vào đó, thấy cái chỗ lủng lủng xuống không? Thấy rồi. Đó, đá rồi không? Tôi thấy rồi. Rồi lăn chuột qua cái cúp trước đi, rồi lăn chuột, rồi ok đi xuống, đi từ từ thôi, té mất máu đó. Đúng rồi, mấy cái hai lóc này mình nhảy xuống được nè, hai lóc nhảy xuống không mất máu đó. Rồi quay đằng sau đó. Lỗi với mọi người á, một chuột di chuyển chuột là không di chuyển phím nè. Rồi đào mấy cục đá. Thôi em phải tới đây em mới đào được chứ. Rồi ok, ê tôi nghe tiếng zombie rồi. Đó rồi.
chết rồi. Ôi Đào ơi, buổi sáng không có ra được đâu, yên tâm. Để bữa nào tôi cho bà chơi Battle Đen Quốc mọi người ạ. Nhưng mà anh hù em. Anh hù em đâu. Bây giờ em đào cho anh tầm khoảng đâu đó là 6 với 8 là 14 cục. Đào cho tôi 14 cục đá. Nghe tiếng xì 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 xạc gì vậy? Cục đất á, bà đào cục đất á. Ai vậy hả? Được rồi. Đi xuống lùm đá. Nghe tiếng sao kìa. Không sao, nó không có cắn bà đâu. Rồi ok, đào thêm cục nữa. Đào thêm cục nữa. Rồi ok, đi lên trên để zombie không cắn. Đi lên trên. Yeah. Đi lên trên. Nhảy. Giữ phím tiếng chứ. Từ từ. Giữ phím tiếng trong lúc nhảy. Đúng rồi, giữ phím tiếng trong lúc nhảy. Từ từ. Ê, có thang kìa. Ơi, biết thang luôn, đúng rồi, thang á. Đập thang, lấy thang chứ. Đập đi. Rồi, biết thang luôn, vậy là giỏi rồi. Có. Ủa, đi sao chồng? Đó, đi tới, đúng rồi. Bây giờ em cứ giữ cái phím đi tiếng xong bấm nhảy là nó sẽ nhảy lên cho em. Nhưng mà em mà quýu một cái là khỏi nhảy. Thôi em đừng có giữ, em đừng có đào nó, tôi không độ bền của cướp, đừng có đào cục đá nữa. Mình dư đá lắm rồi ơi. Em đào thang mà. Đâu em bị ghiền đập đá hả? Anh dạy em đập đá mà. Không có luôn á. Không có. Ủa, độ bền của cúp là sao nữa? Nè, em thấy ở dưới cái cây cúp á, em thấy nó có một cái thanh màu vàng vàng không? À. Đó, cái thanh đó là độ bền của cúp. Nếu như mà cái thanh nó chỉ thành màu đỏ là cái cúp của em nó đang báo động đỏ, nắp hối rồi, nó cần oxy rồi. Mình tạo cái cúp mới. Mình tạo cái cúp mới, mình tốn nguyên liệu. Thì mình chơi sinh tồn mà. Mình chơi sinh tồn nha, mà mình phải tiết kiệm nguyên liệu chứ. Ừ. Đúng không? Bây giờ mọi người thấy không? Tôi nói rồi, bà này hả? Độ tuổi ba chỉ có 5-6 tuổi thôi. Nhìn mặt dễ trâu. Nhìn mặt dễ trâu. Ê, nhưng mà cái màu xanh xanh mới hát ra là gì vậy anh? Hả? À, kinh nghiệm. Người ta rồi, có coi hay công không? Cần kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức. Nhưng mà đạo thang gì nó cũng tốn mấy mà đúng không? Đúng rồi, thôi bây giờ bà đi lên bà kiếm cụ đi, bà làm giường đi chứ không để tối dùm bì ra cắn. Nữa, đã sợ rồi bà. Đi lên mặt đất đi. Từ từ nha, từ đừng có la nghe. Để từ bình tĩnh nè. Lẹ, tôi nghe tiếng của nó rồi. Tưng ơi. Đi hẳn qua luôn. Đó. Trời ơi, bây giờ bà di chuyển vậy tôi cho bà chơi bắt cua thì sao trời. Đó, bà đứng giữ biếm nhảy được không? Bà canh nhìn nào tới nơi bà nhảy được không? Đó, đúng rồi. Rồi, bây giờ đi kiếm cù đi. Rồi. Cái cây nó chặn trên đầu rồi kìa, mình đi ra xa, mình đi ra kia, mình đi qua bên phải một xíu. Cái cây, phải cái cây chặn trên đầu là không nhảy được. Nhìn lên trên. Quýnh á. Không được, thấy cái cây chặn trên đầu không? Mình ngồi xuống. Không ngồi xuống được luôn. Rồi, bây giờ đi kiếm cù đi. Nhảy lên, bà giữ phím tiếng chứ, bà muốn nhảy tên mà bà phải giữ phím tiếng bà nhảy, đó. Rồi, đi tiến tới. Rồi, nhảy. Phải giữ phím tiếng chứ. Nhưng mà anh đừng có la em. Anh đâu có la em đâu. Bây giờ em đi tiến đi, giữ phím tiếng xong nhảy. Rồi, trời tối rồi, zombie chuẩn bị ra cắn mình hết rồi. Rồi, tôi nghe tiếng zombie rồi. Eo, có chơi nữa đâu nha. Tôi nghe tiếng zombie rồi á. Gùa đâu. Ê, chắc kia. Từ từ. Cái cúp này không đặt sắt được nha, Bây giờ bà đặt bằng chế tạo ra. Đỡ chút nha, lăn chuột. Từ từ. Vậy sao để lăn chuột ở đây? Đó, lăn chuột ở xíu số 1. Rồi, ok. Rồi, bật bằng chế tạo ra, rồi bấm vô. Bấm vô, rồi chế tạo y chang hồi nãy nhưng mà thay 3 cái cục gỗ thành 3 cục đá. Nhớ công thức không? Chuột gì? Đúng rồi. Rồi. Đó, đúng rồi. Rồi, được cái cục đá. Rồi, ok. Hay quá. Rồi bấm E hát ra. Đào sắt. Đó. Bây giờ mình đào sắt, mình nung sắt lên. Cứ cái này là vẫn chuột trái đúng không? Đúng rồi, chuột trái. Xong rồi. Ôi. À! Trời ơi, vợ tôi sợ con cái trâu này mọi người ơi. Vợ tôi sợ con trái trâu này, trời ơi. Thả chuồng thả phim. Thề chứ. Thôi được rồi, để tôi sẽ cho bà. Từ từ mọi người chờ xíu nha, tôi sẽ làm một khu vực an toàn cho vợ tôi vô, vợ tôi đào cho nó an tâm mọi người ơi. Đây, giờ chúng ta... Em chưa đào cho các bạn chế tạo luôn, nó quýnh em một cái, em ngất xỉu luôn. Bây giờ bà hết độ đói rồi, bây giờ là bà yếu máu rồi, để chứ nữa tôi chỉ vợ tôi đi. Hồi nãy nó quýnh mình mất máu lắm nha. Đúng rồi. Rồi đó, bây giờ cầm cái cây cúp này nè. Xong rồi mà. Sợ quá nhưng mà. Nè. Bây giờ cầm cây cúp đào sắt đi.
Anh đang có bị ngừa không? Không. Nè nha, hai chỉ vàng trong tầm tay mình. Mình thất bại nhiệm vụ này, mình không được ba hai chỉ vàng. Đó, đơn giản mà, game dễ mà. Nhưng mà em, nó mà quýnh em là em quýt. Em không có, có ấy được đâu. Em là em bỏ chuột chứ hồi nãy. Bây giờ em đào thêm đá đi. Bây giờ mình cần 8 cục đá. Sao bà đào tay không? Thấy có gì lạ lạ không? Sao bà đào tay không? Tay không có đâu ra đá. Đúng rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, ok, đặt bàn chế tạo ra, đặt ở đâu cũng được, đặt ra. Rồi, ok, bấm vô. Rồi, ok, bây giờ em cầm cái cục đá. Em bỏ full cái này trừ cái ô giữa ra. Bỏ full ô trừ ô giữa ra. Ủa, biết kéo mọi người, biết cầm chung bấm chung phải kéo. Ê, bây giờ dạo này nha, không phải bạn nào chơi Minecraft cũng biết kéo như vậy đâu nha. Nha. Có bạn nào chơi Minecraft tới giờ này rồi mà vẫn chưa biết cái cách kéo mà kiểu cầm chuột xong rồi kéo giống vợ tôi hiểu, bạn đừng quên bình luận phía bên dưới nha. Còn bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên bình luận luôn nha mọi người. Trời ơi, vợ tôi giỏi lắm mọi người. Quá giỏi mới chơi quá giỏi. Rồi lấy cái lò. Đúng rồi, đặt đá xuống đá xuống trước nè. Trời ơi, đặt đá còn đặt một đường vậy nữa. Đúng không? Nhưng mà tại sao bà lại đọc cái bài giới thiệu? Anh kêu. Ê, anh mình còn dùng á. Vậy đập ra lại. Đập ra. Tại sao bà đặt cái bàn chế tạo ra? Ê, mình đập đi rồi mình đặt ra lại làm chi? Chứ anh kêu mình còn dùng. Thì mình còn dùng thì xíu nữa mình đặt ra chứ. Tự nhiên cái bà đặt ra làm chi? Bà đập đi rồi bà đặt ra làm chi? Ủa, ai kêu đập? Đặt ra rồi đập chi nữa? Biết mẹ nè. Không biết chơi rồi, biết người ta. Bấm vô cái lò. Rồi, bỏ sắt lên. Bỏ sắt lên đây. Đúng rồi, rồi bỏ than lên. Rồi, bây giờ bà chờ nha, bà chờ sẽ có điều vi diệu nó xảy ra. Biết gì không? Đó này cái gì? Lẹ lên nó sắp chạy hết sắt hả? Không phải, nó ra cục sắt chứ bà mới nung sắt mà đòi giám sắt rồi. Hả? Wow, cơ mọi người. Vợ tôi đã chế tạo được cục sắt đầu tiên ở trong Minecraft rồi. Quá giỏi, quá giỏi. Quá giỏi, lấy cục sắt xuống đi. Cái gì? Kim cương mấy cái vàng chứ. Để nó hết đi rồi mình lấy xuống một lần. Hay quá, cũng biết tính quá à, cũng biết tính quá à. Giải không, giải không? Cũng biết tính quá à. Không, hai chỉ rồi chứ. Không, hai chỉ là hai chỉ, hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Tháng này là lương về, tôi phải giấu đi để tôi làm bữa khách nè mọi người. À, giấu quỷ đen. Ủa, tôi giấu quỷ đen, giờ tôi cũng mua quà cho bà, đúng chưa? Đúng chưa? Mọi người à, người ta nói á, người đàn ông thương bạn là người đàn ông không tặng quà cho bạn. Tại vì tiền của anh ta là tiền của bạn, có tiền éo đâu mà tặng quà. Đúng chưa? Em biết là như vậy đó, nhưng mà cầm một ghế sofa. Hơi xấu à. Bây giờ đập cái lò đi. Đập cái lò đi. Để cái tay vô, cái tay không bao giờ được rồi hết. Mới mắc mũi. Dơ quá à. Bấm lên bàn phím của tôi nữa. Xíu phải lao mọi người. Bà bạn thể nào đò bằng cái cúp được không? Đò bằng đa đò lá phải đò cúp chứ. Rồi bây giờ bấm vô cái bàn chế tạo. Rồi ok. Rồi chế que trước. Chế que trước. Đã có que đâu. Que nhớ không? Ghê, nhớ chế tạo que luôn. Rồi, yeah. Sao lúc nào bà cũng để hành nó cứ như vậy hết vậy? Em bị gung tay. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chế một cây cúp sắt. Để sắt lên. Đó, giỏi. Tiếp tục để gỗ lên. Đó, giỏi. Quá giỏi luôn mọi người, quá giỏi luôn. Rồi, ok. Bấm E nha. Rồi, đập cái bàn chế tạo đi. Tiếng gì kêu anh ơi, ghê quá à. Ê sợ. Ê giờ sao mình lên? Trời chưa sáng hả? Bây giờ em nhảy lên trên đi, em nhảy lên trên. Rồi ok, đặt đá lên, có 4 cục đá kìa thấy không? À, rồi đợi em lên. Dạ tôi mò anh em mà. Dạ mà ngước mặt thẳng xuống đất, nhảy lên xong đặt. Nhảy lên xong chuột phải. Đó, đúng rồi. Đó. Tiếp. Đó. Rồi nhìn xung quanh, Nhìn xung quanh có gì không? Có gì không? Thấy gì không? Có gì là em nhảy xuống à, chết nó hết còn nửa tim. Ôi bây giờ bà nhảy là chết thiệt á. Ok mọi người à, tôi nghĩ là để dễ hơn cho vợ tôi thì bây giờ tôi sẽ thay vợ tôi đi tìm đồ ăn nha mọi người. Chứ tầm này vợ tôi coi như là bó tay rồi đó. Anh em chờ trong giây lát cho mọi người. Rồi ok mọi người à, tôi đã đi lấy đồ ăn cho bà rồi. Bà me lên, kéo đồ ăn xuống dưới. Đúng rồi, kéo xuống để ngay cục than á. Cục than mình ít để ra ngoài dùng. Đúng rồi, để ra đó. Đó, đói thì ăn nha. Đó, bà thấy mấy con bò trước mặt không? Hồi nãy thấy tôi giết bò không? Không.
Nè, bây giờ cầm cái rìu lên. Đó, chạy tới chỗ ông bà. Chạy chỗ ông bà. Từ từ nha, chưa nha, chưa nha, chưa chưa chém nha, chưa chém nha. Bây giờ em nhảy lên xong rồi em canh gớt đất lại em nhảy, em chém đó. Không, phải chỉ chuột nó trước, chỉ chuột nó trước. Rồi nhảy lên. Em đừng có canh nó gớt xuống chạm đất rồi em chém. Gần chạm đất em chém. Hiểu không? Đi lại gần đó, đi lại gần. Mà anh đi đi. Vừa đi vừa quay chuột. Đúng rồi, tập vừa đi vừa quay chuột đi. Đi tiếp. Vừa đi vừa quay chuột mà chỉ cần giữ phím W xong mà quay chuột thôi mà. Đi đi. Hay là tốc độ chuột nó đang bị chậm quá. Đây để tôi chỉnh tốc độ chuột lại cho. Rồi. Đó, con bò đứng kế bên kìa, nhảy lên. Gần chạm đất là chém. Gần chạm đất là chém. Đó. Gần chạm đất là chém nha, nhớ nha. Yeah. Hay con cù kìa, giết con cù. Giết con cù làm giường. Mày xong mày với tao rồi. Đúng rồi, giết con cù làm giường. Giết con cù làm giường. Nè, nhảy lên. Đó, hay quá. Ba con cù lận. Ê, vợ tôi bắt đầu thông minh rồi đó mọi người. Bắt đầu chơi giỏi rồi đó. Thấy con cù nhỏ luôn rồi chồng. Đừng giết cù nhỏ không cho lên đâu. Nhảy lên. Gì vậy? Đánh tiếp, đánh hai cái luôn, đánh tiếp. Chạy tới. Đừng có đánh liên tục. Đừng. Cái game này là không được đánh liên tục. Ủa, bây giờ bà đánh hơn cái đi, đánh cái. Đó, thấy cây kiếm nó hồi không? À. Là nếu như mà em đánh trong lúc cây kiếm nó hồi là em sẽ không có cây đam. Đó, đúng rồi. Rồi, đánh bò tiếp đi. Hết rồi, đủ len rồi. Mình đủ len rồi, bây giờ mình đi mình quýnh bò mình săn thịt thôi. Bà quýnh con cù chi nữa, sao bà xét xanh quá nha. Trời ơi, làm thịt con ta đã xong rồi mô gì đâu thật. Bà trái, bò bên trái. Trái bên nào vậy? Bên chồng? Trái bên này đó, rồi đi hẳn. Ơi, quay lại, đúng rồi, đi hẳn. Rồi đó, bò kìa, thấy bò chưa? Chạy đi, bấm chạy đi, bấm gần cho anh chạy. Giữ gần cho anh chạy. Nhảy. Gì á? Ủa, em chia chuột cho nó mà. Em nhìn cái bóng dưới chân đó. Đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Ừ, nó có cái hitbox riêng mà. Kìa con bò kìa. Để video sau tôi sẽ dạy cho bà dịch cái khái niệm về hitbox nha mọi người. Nhảy lên. Bà vừa bấm W, bà vừa nhảy cho dễ. Rồi đi tới chứ nữa. Tầm này không tới là rồi. Ok, nhảy lên. Chuột hơi hướng xuống xíu là nó sẽ dễ đánh hơn. Đừng có để ngang với bò. Rồi chạy tới. Đúng rồi. Rồi nhảy lên. Đi tới chứ nữa. Em hiểu rồi. Bà đánh mé em kìa, thấy không? Em thấy rồi. Cái này là bà đánh nó mất máu rồi. Chứ quả đó mà bà chém thì nó không có chết trong một nhát đâu. Đúng giờ. Em hiểu rồi, thì nãy giờ bà không bính nó 2-3 lát chứ bộ. Còn bây giờ đặt cái gương, đặt cái bàn chế tạo ra. Rồi, bấm vô bàn chế tạo. Rồi, chế cục gỗ, để ba cục gỗ ở hàng dưới. Ba cục gỗ hàng dưới. Đúng rồi, rồi, để ba cục len ở hàng giữa. Biết len là cục nào không? Đây. Đúng rồi, để ba cục len ở hàng giữa. Đúng rồi, rồi, đó, cái giường. Yeah, vợ tôi đã hoàn thành cái giường đầu tiên. Rồi, chặt nó đi. Không, mình không cần nướng thịt giờ đâu. Giờ mình còn chưa bố hình là coi, cầm cái rìu lên. Cầm cái rìu đập cho dễ. Cây rìu là số 2, đúng rồi. Rồi, giỏi quá rồi, vô chặt cây. Bây giờ bà cần thêm vài cái cây nữa. Bây giờ bà dịch bà sẽ tới với cái giai đoạn khó nhất trong Minecraft. Ê, anh đừng có hồ em sợ lắm. Cần trôn nhảy à. Xuống hang. Cần trôn là đấu, cần trôn là chạy. Em giữ cần trôn với W là chạy. Đó, xong rồi nhảy. Đó, giữ. Em cứ giữ W xong em nhảy cho anh. Mọi người không cảm với tôi, không chơi được cái này đâu à. Đúng rồi, đập gỗ. Không phải đâu mọi người, tại vì không có chơi máy tính nhiều, không biết á. Chứ thật ra là cho bà chơi nhiều, cái là bà quen à, nhưng mà. Đúng không? Cho bà chơi nhiều, sau này bà chơi chi kích luôn chứ. Bà chơi bắn súng bà quay vòng vòng luôn chứ. Có đâu. Để mai tôi cho bà thử bắt cua mọi người. Ôi, sợ lắm rồi. Ghê. Rồi bây giờ đi kiếm cái hang để đi đào kim cương thôi. Ok mọi người à, nãy giờ vợ tôi bắt đi tìm hang và bắt tìm không thấy bao quạo anh đi mà. Nên là bây giờ tôi phải ngồi tôi đi tìm giùm bả nè. Làm thử thách mà kêu người ta làm giùm. Em không có làm giùm đâu. Em chỉ kêu là anh ơi cúm được kiếm giùm em cái hang thôi mà. Thôi được rồi, bây giờ là bả thử thách. Giờ là bả không kiếm được hang mà kiếm được hiền đấm. Hiền đấm là gì? Đầu đấm. Là hiền đấm đó bà. Không. Sao không chịu hiền đấm nữa? Tàu rồi, tàu đấm, sao rồi hiền đấm? Hiền đấm. Tàu đấm. Hiền đấm. Tàu. Hiền. Tàu. Hiền. Tàu. Hiền. À. Chơi chơi cắn. Chơi kỳ. Ủa? Sao trong cái hiền này có cái gương vậy? Cái gương. Cái gương. Cái gương.
cây rương. Cây gương. Cây rương. Cây gương. Cây rương. Ủa sao trong ôi thì này không có sao, không có bản đồ kho báu rồi mọi người ơi. Thôi được rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm hang cho bà Dịch để bà xuống dưới bà tự khám phá nha anh em. Bà chỉ có một mạng thôi nha. Ủa, con bà Tuột, ăn bà Tuột, ăn bà Tuột, ăn bà Tuột đi. Bây giờ mà bà Dịch mà bà chết là hả, không có được vàng đâu. Hết vàng cái gì luôn hả? Hết vàng cái gì luôn hả? Trời ơi, bết chuyện mà bả khóc luôn kìa mọi người, chứ không người khác rồi mà, thì không người khác này mình là người khác khác. Mười lăm thắng. Bả không thắng được đâu, cửa này khó lắm. I'm stronger. Muốn có dạng đi luôn hả? Đúng. Bây giờ ví dụ em thắng mà anh bùng gì? Anh ngủ ở ngoài ghế sofa tới già luôn. Anh ăn hiếp em hả? Em mát mẹ. Nhưng mà nó khó lắm á, xuống hang là quái vật nhiều lắm á. Thì anh quýnh giùm em quái vật. Không, tự làm chứ. Anh chỉ kêu là em đào được kim cương thôi mà thì em. Ừ thì đào được kim cương thì em đào thôi, còn quái vật thì em phải quánh chứ. Không, bây giờ đào được kim cương là bà phải đi bà quýnh quái vật, rồi bà chống đỡ làm sao để bà đào được viên kim cương chứ. Ồ. Thì mình bắt cua, mình xây trụ lên mình đứng chển thôi để. Nhưng mà có mấy con bắn cung á. Thì mình bắn lại nó, ấy con heo kìa. Bà làm gì có cung đâu mà bắn. Thì mình làm cung. Làm gì có đồ đâu mà làm cung. Thì mình kiếm tơ nhện. Rồi thì bà không thắng được đâu. Phải thắng. Không phải có vàng. Không có vàng không. Ok mọi người ơi, yeah, vợ tôi đã tìm mấy kim cương rồi. Tôi không có hề giúp vợ tôi tìm được kim cương nha mọi người. Vậy là vợ tôi thắng được hai chữ vàng rồi. Đúng không? Ê, vợ tôi kiếm được kim cương đó mọi người. Không hề có sự trợ giúp của tôi nha mọi người. Tôi không hề giúp miếng nào nha. Đâu có trợ giúp gì đâu. Đúng rồi, tôi không hề giúp miếng nào luôn. Không vợ, có động gì vô. Vợ tôi là biết là chế gỗ. Xong rồi cái đặt gỗ để chặn zombie, để chặn skeleton. Xong rồi đi xuống hang nhé, tiếp bờ cái thứ. Vợ tôi làm hết chứ tôi không có làm gì nha mọi người. Đúng không? Dạ. Dạ, à không. À, hai chữ vàng nha. Không cảm ơn gì đâu. Nãy giờ lỡ lời thôi. Chứ bây giờ cảm ơn gì đâu. Thế có được hai chữ vàng là vui không? Vui không? Vợ tôi vui là tôi vui. Nhưng mà vợ vui, anh vui, các bạn không vui. Tại các bạn không có người yêu á. Ok mọi người ạ, vậy là ngày hôm nay vợ tôi đã hoàn thành thử thách rồi. Vợ tôi là tự thân còn làm thử thách đi. Vợ tôi không có là nhờ tôi phụ gì nha. Kim cương thì vợ tôi lụm được nha. Nên là sẽ có một cái video tôi dẫn vợ tôi đi mua vàng nha mọi người. Ok đây mà. Và video đây cũng đúng rồi. Và cũng giống như cũ, nếu như bạn nào có bất kỳ câu hỏi, bất kỳ tâm sự nào mà các bạn muốn gửi đến vô, các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Bye bye.